Ngọc ơi, Ngọc ơi, Ngọc, tối qua cứ chơi cái Gì? thang này, hay làm ở đây này, hôm qua nó làm ở đây, chị đang này, không ngồi chụp nó luôn. Ừ, có ảnh rồi, có phải chụp nhanh lắm, thích thì tí chụp lại. Trời ơi, chiều hôm qua chị ở nhà tắm với 5 con. Hết Từ buổi chiều luôn. từ 4 giờ 6 rưỡi tắm xong sấy mà sấy cái máy ở nhà chứ cũng sao. Có một con cạo lông rồi. À, thế Thế là còn 4 con. hả, ta ăn xong rồi bắt đầu đi liếm mồm liếm mép này này, nó ăn hết Ủa? sạch rồi. Con xòe à? Con lấy thêm một ít cho nó ăn không? Ừ đấy, đây Con bạn xòe Ngọc. là ngoan cực, đang ngại hôm nào cho đang mượn live stream. Ok, đừng Ngày xưa lấy một con thêm ít, bây giờ nó chỉ thỉnh thoảng ngoan thêm một tí. này, lấy cho thêm pha kem một ít nữa nhá. Mì mèo. Ăn đi, ăn đi, đứa nào ăn thêm cứ ăn đi. Ăn đi cho mèo. Bạn kia thì đang lau lông khô thôi, không tí để tự khô, không cần phải sấy. Vậy thì cái này là khử khuẩn để nhả côn. Nó cũng không ướt sâu đến luôn phần Có cái dưới này lông, nó nó chỉ ở trên bề mặt thôi, với cả kiểu cái cũng này còn nó khô lắm. nó bay hơi mà, nhưng mà phải ấy để hết cái mùi khai. Dài. Bạn bạn Ngọc này hôm về thì nhát như cáy, thế là lúc sau một đêm này chơi này, dưới là bạn pha kê đấy, hai đứa này nhỏ nhỏ xinh xinh với nhau ấy, chơi thân với nhau ấy, hay nhỉ. Ok, mày à, hoặc là tao kia nó không có bạn đâu, giờ nó không ăn đấy. Này, đây là bạn Trùng này, ăn rồi, đang ăn thêm đấy. Cứ ăn đi, ăn được càng tốt chứ sao. Cứ giờ Này phải cho vào trong chuồng không tí, không 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 được. bye bye mọi người nha. Đấy, giới thiệu sơ sơ qua các bé hiện tại đang có tiệm mèo sen nha. Đấy rồi.